có lỗ chút nó ăn luôn luôn đó đó. Mặn lại quay đi con coi mặn. Nó coi nó lỗ mụt lên. Nó mụt rồi sao biết nó ăn cái gì đó. Con mắt mà con mắt bên tay mặt xa là gì đó. Rồi đầu cái cũng ấy bị ấy này kia gì đó rồi đầu cái chích bỏ. Xin chào các bạn đã xem kênh nha. Hôm nay tôi có cơ hội đi qua phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Thì vô tình thì tôi cũng có biết được cái gia đình của cô Xét. Năm nay là cũng 70 mấy tuổi, gần 80 tuổi rồi. Thì gia đình đặc biệt khó khăn. Nên là tôi cũng đi quay và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây là đang trên đường vô nhà cô Xét nè nha. Đây thì để quay chia sẻ cho mọi người cùng xem đó. Đang cũng có mọi người tập trung đông để đến chia ủng hộ cô đây nè, nên là mình cũng có quay clip chia sẻ cho mọi người cùng xem. Dạ. Đây là ngôi nhà của cô nè. Nhà của cô thì cũng có mấy người từ thiện cất cho, chứ cũng gia đình thì cũng khó khăn nên là cũng không có khả năng đi cất nhà nha các bạn. Trước tôi thì có cũng anh Muôn Màu Cuộc Sống cũng đang quay gia đình nè nha các bạn. Này mình đang vô. Đang vô gia đình nè. Gia đình cũng đặc biệt khó khăn nha các bạn. Đây là cái nhà này là do Mạnh Thường Quân người ta cất cho nha. Đây là con của cô đó nè. Đây là cô tên gì con? Bà ơi, tạm biệt cô. Rồi còn tôi Nguyễn Thị Liên đó. À, cô này cô Liên là con gái của cụ Xém. Dạ. Nghe nói bà có buôn bán gì không? Không, không mà nơi đấy đâu có đưa bệnh hoài rồi, đâu có bằng cái gì đốt cái bế đây. Dạ, được luôn. Cô cũng đâu bán gì, buôn bán gì hả? Ừ, nó đâu có vốn, bán gì đâu nhà bán bà kìa. Đây là gia đình nhà của cô Xét nha. Dạ, hoàn cảnh cô Xét rất là khó khăn ạ. Bà bác bị, bà bị điếc đó ha chị? Bà bị điếc rồi, bà lại con mắt bà nó bị phượng nước, không thấy đường rõ nữa. Đây là cô Xét nè. Dạ, cô Xét có năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Bà 78 tuổi rồi. Dạ, bà 78 tuổi ha. Cô đó là 78 tuổi ha. Là cô bị bệnh gì vậy? Bà ơi, cũng như là đó đó xanh rồi, đưa thấy ra kia, tôi đưa rồi, đưa thấy ra trong cái lỗ tai bà đó mọc cái nhánh hồng trống. Bị đưa cái luôn tới giờ luôn. Dạ. Cô là con của cô Xét ha. Con của bà là mẹ anh hai bà Trần Thị Xém. Dạ dạ, Trần Thị Xém ha. Dạ. Dạ. Chú hỏi lớn lớn. Đây là gia đình của cô Xém nha các bạn, cũng rất là khó khăn. Nên là mình quay và chia sẻ lên cho mọi người cùng xem. Đây là gia đình nè. Cô Xém đang như là bị bệnh nên cũng không biết gì đó nha. Đây là cũng nơi ở của cô Xém nè. Xém thì bị bệnh nên cũng không có biết gì, nên là chỉ tối ngày quanh quẩn trong nhà thôi. Gia đình thì chỉ có hai mẹ con mà cũng không có mần ăn gì, lớn tuổi cũng không đi làm gì hết được hết á. Cái mặt hả?
sáu gì hết. Bây giờ tới nơi người ta xem rồi. Người ta xem mình phải mới cho tay kia tay thì thực sự mình ở nhà mình đi giót thì cũng nhờ không có thấy cái bà thấy là bà không thấy đi chú gọi là con kiến ba con mũi lo ba con chuột ngoan đại ngài đã thú chịu không nổi để tôi ba chị mấy gần 4 triệu đó có được cái người ta tôi mới đưa lần lần đi qua đi dạ cho nó tiền bự nó không có tiền xài nữa. Nhỏ này nó khổ vậy. Tôi giữ tiền tôi lương lần hết tiền qua đấy thì tôi 200 tiền bự quá nó không có biết xài nữa. Bà cô này thì không biết xài tiền đó. Không biết xài tiền đó không biết gì đâu. Thì cô nấu nướng rồi được không? Nó nấu cho nó ăn đó hàng ngày. Ăn uống tắm rửa giặt giũ cho bà được ha. Cái chuyện bấm quậy thì bấm quậy. Bấm quậy thì con chết chứ bà. Dạ. Bấm quậy thì bà đánh rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Nói này năm nay 53 tuổi rồi. Còn cô thì 53. Còn bà cụ thì 78 đã. Bà cụ thì năm nay 78. Coi như gia đình này nhà nước nuôi con rồi. Xong nghiệm rồi. Chứ hai mẹ con đâu có mặn, có tiền. Có làm gì đây? Không, ra tiền. Đúng rồi, đây là hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn nghe các bạn. Giờ đây mạnh thường quân nào có thấy tội nghiệp thì nhớ ủng hộ để chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến nha, để giúp đỡ cho gia đình có nhiều có cuộc sống tốt hơn. Cũng hổm tôi kiếm bà một vợ cũng đành chết luôn. Ba ở nhà ba lá ba chung vô trong cây tủ này nè. Dạ. Ba ấy trong thấy đâu mất tiêu này kia rồi dọn vô giống luôn. Ba dọn dẹp rồi ba chung đi đóng. Chung chồng ba lục ba kiếm cái gì ấy chung chồng. Gì là hồi đó giờ bà có đi có bỏ đi đâu không? Chỉ ông dọn nhà thôi. Bây giờ là bà gì lớp lớp trong nhà. Chúng đó giờ trước lên xuống dưới. Xuống cái nhà trái này rồi lên nhà này chứ không có đi đâu. Cái nào ngay bị bà không có thấy được, bà đâu có đi. Bị mắc quần nước đó chú. Bị quần nước mà chớ mày bà có thấy mấy chú bỏ đâu thấy mờ mờ thôi. Quần nước mà sao không biết bây giờ nó ăn nó cách làm sao mà nó ăn bỏ cái mì nó mới quạt gió nó hồi đó cái nhà ta cho như dụng cụ rồi trong nhà là toàn bộ là ta cho không đấy ha. Cái nhà này của mình là mạnh thường quân ta cất năm mấy quên nhớ là 2 năm mấy rồi 2-3 năm rồi ha. Thường là có người ta đến người ta cho ta quyên ta quyên góp nhiều không đồ hết trơn mà dạ. Chiếu gối chén bát đũa đồng gì cho hết trơn luôn dạ. Đầu cơm biển gì bà khỏe lắm à? Vui vẻ. Thầy cây cục chết vì mấy người khùng khiêu. Bà nói gì khùng khiêu rồi đó. Con mắt bà nó ăn sao mà nó ăn có lỗ chút, nó ăn lưu lưu đó đó. Cái này là con mặn lại quay đây con coi mà. Nó coi nó nổ mụt lên. Nó mụt rồi sao biết nó ăn cái gì đó. Con mắt mẹ con mắt bên tay mặt xa là gì đó thì đó rồi đầu cái cũng ấy bị ấy này kia gì đó rồi đầu cái chích bỏ con đó bây giờ đó bên đây đó rồi đó đầu mà gia đình mình là có đi bác sĩ không? Dạ. Có đi bắt có đi mà dưới bệnh viện thăm khám được không? Có từ thiện đây chở đi tôi đi nè có từ thiện đi rồi mình tôi đi với từ thiện tôi dạ. Đi dẫn ba đi chứ rồi dạ. Xuống dưới người ta cũng để thuốc men rồi chú uống dạ. rồi bớt rồi ra chứ không thường lư vậy nè thì đi thì tôi đi chứ nhỏ này cũng có biết đâu dạ. Cái thời gian mà bà bác mắt bà bị mờ mù gì lâu chưa chị? Lâu lắm rồi lâu giờ cho mỗi tới giờ mỗi lâu vậy đó hả? Giờ nó ăn như cái lỗ bà lớn mà không biết là giờ không có coi sâu bà cạn nữa đó. Nó có nhức có đau gì không bác? Bà nó nghe được không? Nhức hả chị? Dạ, đã thì thuốc thì uống hoài chứ luôn thôi. Ở đây thì có gì đau giờ mà mấy cái dạ, từ thiện đã đến ta cho ha. Dạ. Dạ, gầm này là người ta có đến ta cho không? Có, không có nói gì.
có cho mấy cái đêm cho gạo cho kiếm đó. Dạ. Cái tiền thuốc uống cho bà bác đó chị có tốn tiền gì không ạ? Cũng như qua bên bệnh viện bớt đó thì giờ để cho bà thì giờ cho mình tốn tiền. Nhà này chết mấy cái tiền. Dạ, uống thuốc bệnh viện thì không có tốn. Thuốc bệnh viện không có tốn. Còn ở nhà này đi ra đây chết thì tốn. Có bảo hiểm nghèo mà. Có bảo hiểm sổ hộ nghèo. Không có tốn tiền. Không có tốn ở đây, ở nhà cái thuốc ở đây. Ồ, cái chỗ hộ nghèo của má không biết còn không? Không, mấy ông thuốc đây không biết còn không? Còn. Tôi chưa kể rồi tôi 9 năm đặng. Rồi bao lâu mấy ngày mới chích thuốc bác lần chị? Giờ chừng nào bà lên máu này kia cái trở đi chích. Lâu lâu thì mới ấy lại chứ không phải. Chích, cũng trở đi chích, bệnh hoạn cũng trở đi chích. Bệnh mới chích ha. Bình thường thì thôi nhưng mà thuốc mà để vậy hai con mắt bác mình còn uống nữa không là còn không đi thấy được cái ông hóm đó tôi mua rồi kìa còn uống mà làm gái cho 3,000 nữa không mấy đó thì mấy dài ho thì sao không có mắt thật rồi đó tư đó thì không biết nữa. Tôi không biết. Dạ chị cái... mắt đó, chị nó cũng bị lòi đỏ đó chị. Có khi nào giống bà cụ không? Nó đó mà quá tràn luôn rồi cái mua cái chai thuốc 40,000 bạc nhỏ ở chỗ mơi tới giờ nữa đây nè mới uống nữa thì em sợ di chuyển đó chị bác vậy là chị gì luôn đó dạ cũng bị nếu cho chắc cái tôi lại bá sợ di chuyển á. Chứ chú biết không? Bà biết rồi đây nè, đây thằng con bà thằng này cũng biết luôn, con tên con nhỏ này cũng biết luôn hết kìa. Đây là ông này con trai, còn ông này con gái. Con trai thứ hai, gái thứ ba có hai đứa con. Hai người con. Hai người con mà. Anh này biết luôn hả? Anh này anh cũng biết luôn. Anh này là nhà ở kế bên đó hả? Không có nhà, tôi tên sao nữa. Nhà sau hè ha, cũng như qua đi qua đang chăm sóc cho anh là em của cô kia hay là anh hai ha. Thường ở nhà thì cô nấu cơm hả? Cô thì cũng đâu có gia đình hả? Dạ, như có gia đình mà cũng chồng có gia đình có đứa con rồi gả đứa con gái rồi còn nó ở đây. Dạ, gả đứa con rồi thường cái em đó có thường về để mà thăm không? Có đâu mà không quậy chứ mà bị gả lên. Chồng nó bỏ rồi, chồng nó bỏ đâu lắm rồi. Dạ. Nó bỏ rồi còn nó. Dạ. Cũng rất tội nghiệp cho hoàn cảnh của cô ha. Dạ, cô thì ở bên đây là khu vực khu vực Long Châu phường Tân Lộc quận Thốt Nốt không? Ở khu vực Long Châu phường Tân Lộc quận Thốt Nốt nha các bạn. Đây là hoàn cảnh của cô xém đặc biệt khó khăn. Dạ. Đây là nhà của cô xém nha các bạn. Nhà này thì do Mạnh Thường Quân từ thiện người ta cắt giùm. Đây nè, đi vô quay chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây là nhà của cô xém à. Chỉ có cái giường để tối ngủ à. Cũng không có cái gì nhiều chứ. Rất là khó khăn nha các bạn. Trời ơi, đây là tôi cho bà không đó chứ đâu. Đó. Đây là mọi người đến để